Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Thanh xuân có bạn hài, thêm hai phốt cực căng, An Kỳ tòm tem với thầy giáo có vợ, Lý Hưng Hy Ngưng bỏ thi vì cãi nhau với ekip. Sau truyền hình Thanh xuân có bạn tiếp tục có drama lớn về các thí sinh. Có thể nói khoảng thời gian vừa qua, sau truyền hình Thanh xuân có bạn hút vô số thị phi vì dàn thí sinh xinh như hoa nhưng lại có đời tư phức tạp, nhiều vết đen. Mới đây CNET tiếp tục xôn xao tin hai tin đồn cực nóng liên quan đến hai thí sinh là Lý Hy Ngưng và An Kỳ. Cái đây ít ngày, Lý Hy Ngưng, thí sinh từng nổi danh sau một đêm vì một câu hát rap trịch nhịp khiến huấn luyện viên Johnny G đau đầu, bất ngờ rời khỏi cuộc thi. Nhiều người đồn đoán rằng Lý Hy Ngưng đã bỏ thi bởi gặp chấn thương ở chân khi các fan chụp được hình ảnh đôi chân sưng đỏ rớm máu. Tuy nhiên, một nguồn tin từ blogger cho hay Lý Hy Ngưng thực chất do cãi nhau với quá nhiều nhân viên thuộc ekip chương trình, sau đó đã rời khỏi Thanh xuân có bạn. Toàn bộ nhân viên đều không ưa thí sinh này. Và đôi chân bị thương mà netizen cho thấy đây là lý do cô rời khỏi chương trình. Ngoài ra, một thí sinh khác cũng vô cùng xinh đẹp và khả ái là An Kỳ bỗng dưng bị một tài khoản trên mạng tố là tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của thầy giáo dạy trong trường đại học. An Kỳ được có tên thật là Trần Nhã Hình, qua lại với người thầy dạy vũ đạo tên là Nghiêm Xuân Vịnh. Dù biết thầy giáo là người đã có vợ con, song An Kỳ vẫn tiếp tục mối quan hệ này. Chuyện của hai người nổi tiếng có blogger còn mò ra được thông tin weibo của một người họ Nghiêm được cho là thầy giáo của trường. Weibo có chia sẻ về một câu nói: chỉ có người nỗ lực mới có thể tỏa sáng. Câu này An Kỳ cũng từng phát biểu trong show, chính vì vậy nhiều netizen tỏ ra rất phẫn nộ. Tuy nhiên ngay sau đó, bạn bè thân thiết trong lớp và trong trường cùng một thầy giáo của trường nơi An Kỳ theo học đã đứng ra phản pháo, phủ nhận và cho hay An Kỳ không phải là người hư như vậy. Thông tin này khiến CNET phần nào nhẹ nhõm hơn trước nghi vấn cùng quá nhiều lùm xùm từ các dàn thí sinh của chương trình. An Kỳ được bạn bè, thầy giáo đứng ra thanh minh giúp. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.